hưởng ứng và thực hiện tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị do Công an thành phố Đà Nẵng phát động. Tại các trường học trên địa bàn xã Hòa Phước những ngày chào cờ đầu tuần trong năm học mới, cán bộ cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn luôn đến tuyên truyền, phổ biến cho các em học sinh các nội dung kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cũng như các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, cách thức sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, v.v. Trước đây nhà trường cũng đã phối hợp với công an xã Hòa Phước để tuyên truyền về an toàn giao thông cho các con. Từ khi mà có mô hình cảnh sát giao thông về xã thì có sự phối hợp này nó được chặt chẽ hơn bằng những cái hình ảnh đó là có những chú công an giao thông với trang phục màu vàng và với những cái biển báo minh họa cụ thể làm cho các con đó thuyết phục và nhớ lâu hơn. Theo con thì qua buổi tuyên truyền này con thấy các chú công an đã tuyên truyền cho chúng con những thông tin rất là hữu ích về an toàn giao thông, giúp cho chúng con có thể di chuyển đến trường học một cách an toàn. Nếu như mà con thấy anh chị ở nhà hoặc là người thân ở nhà không tuân thủ luật lệ giao thông thì con có thể nhắc nhở. Ngoài ra, cán bộ cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn còn tích cực tham mưu cho chính quyền cơ sở triển khai các biện pháp, kế hoạch, đồng thời xuống tận từng khu dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến từng thôn xóm. Đặc biệt là tuyên truyền về việc đã uống rượu bia thì không lái xe. Khi các anh cảnh sát giao thông với lại bên công an khu vực tới tuyên truyền về cái an toàn giao thông thì tôi thấy điều đó nó cũng rất là hữu ích cho mọi người. Thì tôi cũng đồng ý và phổ biến lại cho mọi người nên làm những điều mà để đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội. Sau khi có mô hình như thế thì cái sự là người dân mà trước đây thường thường mà đi trong cái đoạn đường ngắn ở trong thôn á, thường chủ quan không có đội mũ bảo hiểm, thì bây giờ là sau khi có cái mô hình như thế rồi thì có cái đồng chí cảnh sát giao thông ở xã thường xuyên liên tục là xuống ở dưới thôn, do vậy người dân là thấy được như vậy rất là cảnh giác và có ý thức, nâng cao được ý thức cao hơn. Việc duy trì các tổ tuần tra xử lý trật tự an toàn giao thông hàng ngày đã góp phần thay đổi thói quen cũng như ý thức chấp hành pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông của người dân trên địa bàn xã. Từ đó hình thành văn hóa giao thông cho người dân ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, đảm bảo an toàn cho mọi người. Từ ngày triển khai lực lượng cảnh sát giao thông về xã thì đồng chí cảnh sát giao thông đến xã đã tham mưu cho đồng ủy, ủy ban và công an xã trong vấn đề về xử lý trật tự vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Thì từ ngày triển khai đến nay thì cũng đã tổ chức tuyên truyền qua hình thức tập trung và tuyên truyền cá biệt đối với các cái trường hợp vi phạm và các cái địa điểm như quán ăn, quán bán có bia rượu và những cái đốm tiệc. Thì từ cái công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông thì hiện nay là tình trạng mà người dân và ra đường không đội mũ bảo hiểm hiện nay đã giảm hẳn, và chỉ có một vài trường hợp là đã là vi phạm thì chúng tôi đã tiến hành xử lý. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, mô hình cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn cấp xã do công an thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại công an các xã phường. Từ đó góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng luôn là điểm đến của sự văn minh, an toàn, thân thiện và đáng sống.